Chào mọi người nhé. Sáng ngày mình ra mình thăm mai á, thấy nó cũng có trổ hoa nè cả nhà. Hôm rồi mưa quá cái nay nó cũng ra lá non trổ hoa nữa mà cả nhà. Đó. Hôm rồi lâu rồi mình cũng không có làm cái clip sẵn, nay mình quay mình đăng lên cho mọi người cùng xem ha. Đó. Hôm rồi mưa cái nó ra lá non quá chừng. Cái mình mất công việc đi làm á, không có thời gian chăm sóc nó nữa. Mình không có chăm sóc nó được, không có tưới phân thuốc gì được đó. Cỏ nè mọi người thấy không, cỏ không có chăm sóc được, cỏ quá cỏ luôn. Mai cũng nhiều mà mình mất đi làm không có thời gian chăm sóc á. Mình bỏ nó cỏ lên quá, bữa nào mình rảnh rảnh mình xịt cỏ một bữa. Đây cái mai này nó cũng ra lá tầm, hồi Tết trổ bông cũng dữ lắm nha cả nhà. Nay nó ra mưa cái nó sung, nó ra lá quá chừng. Nó cũng có sâu nó ăn lá cả nhà. Mình không có thời gian để mình xịt sâu này, đó nó ăn lá non này. Trời mưa cái nó ra nó trổ bông nè, hoa nó nè mà cả nhà, và nó sáo cánh ha, gốc nó cũng bự lắm nha cả nhà, gốc nó cũng ba mấy à. Đây gốc nó cả nhà. Mình đi làm suốt ngày rồi mình không có thời gian mình chăm sóc nó. Nó cũng không có tốt. Có mấy cây này nó làm như nó Tết nó trổ bông rồi đấy. Giờ nó bị si hay sao không có, mình không có chăm sóc được, nó cũng cây này nó chưa cũng chưa ra lá non nữa cả nhà. Nó cũng ra là mới đâm 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 lá non ra. Đó. Đây. Lá non nó mới đâm ra nè, sâu quá sâu. Đây sâu nè cả nhà, nó ăn lá mà mình không có thời gian mình chăm mình xịt nó. Mình cũng có quấn sữa dây rồi đó nha cả nhà. Đó, bên này cũng có một cây nữa nè, cây này nó cũng có hình nè. Mình cũng quấn sữa dây rồi hết rồi nha cả nhà. Đây nữa cả nhà. Cây này nó cũng trổ hoa nữa cả nhà. Mưa xuống cái nó đâm đọt nó trổ hoa đó. Mà sâu nó ăn lá quá. Đây hoa nó là cả nhà đó. Hoa nó cũng 2 3
4 5 6 7 8 9 cánh nha cả nhà. Đó. Cỏ quá, cỏ mình không có thời gian mình xịt cỏ, cỏ nó lên quá. Đây cũng có một cây nữa cả nhà. Đây gốc nó này cả nhà, mấy cây này tết nó trổ hoa quá chừng nhưng mà mình không có chăm sóc phân thuốc gì cho nó, thành ra nó tới nay nó bị si hay sao, nó không có ra lá sớm, nó bị si. Đó. Bên kia có một cây nữa cả nhà. Đây xả nè, cây xả ở huyện Tân Phú Đông này nha cả nhà. Đó. Đây là cánh đồng xả nữa nè cả nhà. Đó bên đó có một cây mai kìa. Đó, cây mai bên đó đó. Nó ra lá non tầm để mình qua cho cả nhà xem ha. Đây nó ra lá non quá chừng cả nhà, cây này nó sung hoa nó nè cả nhà, mưa xuống cái nó trổ, nó ra lá non nó trổ hoa nè cả nhà. Đó. Hoa nó nè, hoa nó cũng 8-9 cánh rồi đó nha cả nhà. Đây, đây. 3, 6, 8 cánh rồi cả nhà, và bự chảng luôn ha. Mình không có thời gian mình chăm sóc, chứ phải mình chăm sóc là mai nó sung lắm nha cả nhà. Mình mất công việc á, mình không có chăm sóc nó cái bỏ bê không. Đây hoa nó là cái nè, hoa nó đẹp phải sợ không, hoa bự chảng. Đây nó là cái nè.